Chị nói gì đi chứ? Sao chị cứ im lặng mãi vậy? Bây giờ thì nói con khỉ gì nữa? Tao nói bây giờ mày nghe tao chắc. Thế là chị đồng ý tổ chức đám cưới cho bọn em rồi đúng không ạ? À? Mày đừng có mà vui mừng quá sớm. Mà còn cả mày nữa đấy. Cái thứ con gái hư hỏng, không biết giữ thân. Tao đồng ý tổ chức đám cưới. Chẳng qua là tao nghĩ cho cháu của tao thôi. Còn những chuyện khác ấy thì sau này tao mới nói. Chị ấy, không có em với Phương Anh, có cháu cho chị chắc. Mày thì đương nhiên. Nhưng mà con này không có thì có người khác. Mày nghĩ là ít người muốn về làm dâu nhà này à? Sao? Oan uổng quá à? Hay là tao nói có gì không đúng? Cái thứ con gái như mày ấy, nếu mà ở thời xa xưa thì đã bị cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông rồi. Tao đồng ý cho mày lấy thằng Hùng là độ lượng lắm rồi đấy. Sau này liệu mà sống cho tử tế vào, biết chưa? Tất cả là tại anh đấy. Ta đã bảo mày rồi, cơ địa của mày không tốt, có thai thì phải cẩn thận, không được làm những việc nặng. Ấy thế mà mày nhìn lại mày xem, ta thật sự lo cho mày đấy. Vâng, thưa bác sĩ. Chán mày thật đấy, toàn ỡ mở cho qua chuyện. Nhìn cái mặt mày là tao biết, cuộc sống hôn nhân không như mong muốn rồi đúng không? Tao bảo rồi, bà Ngọc nhà mày cứ cổ hủ kiểu gì ấy, bỏ quét cái thai đi thì không chịu. Mày cứ nói thế, đây là con tao, sao tao có thể nhẫn tâm như vậy được? Mà cả ông Hùng nhà mày nữa, đàn ông kiểu gì mà yếu đuối, một câu chị, hai câu chị, tao không hiểu sao mày đâm đầu yêu được. Giờ mày đang cô đơn nên nói vậy thôi, yêu vào rồi khắc biết. Mà anh Hùng nhìn thế, chứ thương tao lắm, mày không cần phải lo đâu. Yêu vào mà tàn tạn như mày á, tao thà cô đơn còn hơn. Con Phương Anh đâu? Nay chủ nhật được nghỉ nên cô ấy đi cà phê với bạn rồi. Chồng con rồi mà suốt ngày xí xa xí xớn. Được ngày nghỉ thì không ở nhà mà làm việc đi, cứ ton đi chơi. Bọn em làm việc cả tuần rồi, nay chủ nhật được nghỉ, chị cũng phải để cho bọn em thoải mái chút chứ. Mày có phải là Trạng Vương đâu mà cứ đội vợ lên đầu như thế hả em? Hờ giờ cái là bình. Mà ta bảo này, khi nào con Phương Anh nó đẻ xong ấy, mày nhớ phải đem đứa bé đi xét nghiệm ADN biết chưa? Để làm gì vậy chị? Ô cái thằng này, thì để xét nghiệm xem nó có phải con của mày không chứ sao nữa. Mày đúng là ngu như con lửa. Chị toán nói vớ vẩn, để cho Phương Anh nghe thấy cô ấy lại buồn đấy. Thì tao chỉ đề phòng bất chắc thôi. Thiên hạ này á, đầy thằng nuôi con đứa khác mà không biết đấy. Chị thôi đi, Phương Anh không phải loại người như vậy. Mày đã đi xét nghiệm đâu mà mày bảo là nó không phải người như thế? Không gì bằng thực tế đâu em ạ. À, ăn cơm vào mồm á mà ngu nhăn ấy. Chị ạ. Mày đi đâu mà bây giờ mày mới thèm về? Em ra ngoài gặp bạn chút chị ạ. Từ nay ấy, bỏ hết bạn bè đi cho tao. Con gái lấy chồng vào là xong, tập trung vào chồng con là được rồi. Mày nhìn cái nhà này đi, nhìn đi, còn biết bao nhiêu là việc chưa làm, thế mà mày hở ra cái là mày chơi bời, mày lêu lổng. Dạ, chị để đấy lát em dọn cho. Mày đi dọn luôn đi cho tao, lát mới liếc cái gì. Vâng ạ. Chưa gì đã thái độ rồi, mày cứ làm như mày danh giá lắm ấy. Em đi chơi về rồi đấy à? Sao nhìn mặt em buồn vậy? Còn không phải là tại chị anh sao? Chị ấy nói gì em cứ ừ là xong. Nói chán chị ấy khác thôi.
Em để ý làm gì cho đau đầu. Nhưng mà chị bắt anh đi xét nghiệm ADN đấy. Bực mình. Hóa ra em nghe cả rồi à? Cái mặt anh như vậy là sao? Có phải anh cũng nghi ngờ em đúng không? Vớ vẩn. Anh mà nghi ngờ em, anh còn cưới em làm gì? Coi như anh còn có lương tâm. Em đi đâu đây? Em đi dọn dẹp. Bà chả hiểu chị anh ở nhà làm gì. Cả ngày không đụng vào việc gì cả. Em nghỉ đi, anh dọn dẹp cho. Thôi, để em dọn dẹp. Anh mà dọn á, là em bị mắng đấy. Em nghỉ đi. Ngồi đây. Anh làm cho, cấm cãi. Mày bận vậy mà vẫn đến đây à? Có chuyện gì quan trọng không? Sáng nay tao đi làm, tao gặp ông Hùng nhà mày. Ông ấy bảo là mày mệt nên phải nghỉ làm, nên tao đến chơi thôi. Anh Hùng thì cứ lo xa, tao ốm nghén chứ có gì to tát đâu. Thế thì tốt, nhưng mà tao là bạn mày, lại là bác sĩ nữa. Tao hiểu rõ cơ địa của mày không tốt. Lần đầu mang thai, mày nên cẩn thận vẫn hơn. Mày yên tâm, anh Hùng chăm sóc tao chu đáo lắm. Cô Hương rảnh quá nhở? Có thời gian đến nhà tôi chơi cơ à? Rảnh sao bằng chị được? Chị chẳng suốt ngày đi chơi đấy thôi. Tao đi chơi thì liên quan gì đến bát cơm nhà mày? Mà mày phải nhiều chuyện. Thế tôi đến thăm bạn tôi thì ảnh hưởng gì đến chị mà chị phải ý tứ? Chẳng ảnh hưởng quá đấy chứ. Bởi vì đây là nhà tao mà. Hơn nữa các cụ cũng dạy rồi. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Tốt nhất ấy thì mày đừng đến nhà tao chơi nữa. Chị nói cái gì đấy? Kìa, mày bình tĩnh. Mày không nghe chị ta nói đấy à? Thật là quá đáng. Có cái mặt mày ấy, thứ con gái dễ dãi như con Phương Anh thì làm chó hay chơi được ai ra hồn. Ta đã bảo rồi, tốt nhất là mày đừng đến nhà tao chơi nữa, để cho con Phương Anh nó đỡ mất thời gian. Hơn nữa cũng để cho người ta đỡ nói ra nói vào nhà tao. Mày thấy rồi đấy, tao lại thương mày khi có bức báo chị chồng như thế. Tao lấy anh Hùng chứ có lấy chị ấy đâu. Mày nghĩ nhiều làm gì? Mày cứ như vậy thì suốt đời chịu thiệt thòi thôi. Thì thiệt thòi với người trong nhà cũng có sao đâu. Mày đúng là ngu. Không hiểu sao tao chơi với mày được. Tao biết mày quan tâm tao, nhưng mà mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, có nhà nào hoàn hảo được đâu mày. Mày không đi vào nấu cơm đi. Ngồi mày nói nhảm. Thôi mày về đi, khi khác tao mời nước. Nhưng mà mày đang ốm nghén, không được làm việc nặng đâu đấy. Nấu cơm thôi mà, cũng coi như vận động cho dễ đẻ đi. Không có gì nặng nhọc đâu. Tao kệ mày đấy. Em sao vậy? Em không sao đâu, chóng mặt tí thôi mà. Để anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi nhé. Thôi, cứ để em nghỉ một lát, còn bao việc đang chờ kìa. Không được, anh đã nói chuyện với Hương rồi. Em phải nghỉ ngơi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cái thai đấy. Hùng, mày làm cái trò gì đấy? Em dọn dẹp chưa làm gì, mà chị đi đâu về đấy? Này, đàn ông ở cái nhà này nhá, sinh ra không phải để nội trợ. Tao hỏi mày, mày lấy vợ về để làm gì hả? Vợ em đang ốm nghén, còn phải nghỉ làm chứ kìa. Chị biết thừa còn hỏi. Thiên hạ này, chắc là có mình vợ mày biết nghén, mình vợ mày biết chửa nhờ. Không phải thế, mà do cơ địa của Phương Anh không được tốt. Cơ địa không được tốt? Không được tốt thì không biết giữ gìn đi. Buông thả cho nắm vào, xong bây giờ kêu ca. Chị đừng có mà nói như thế. Lỗi này cũng do em. Phương Anh đâu làm gì nên tội. Với lại bọn em yêu nhau, xác định cưới nhau rồi, thì có thai trước hay sau quan trọng gì? Sao lại không quan trọng? Điều đấy nó thể hiện nhân cách con người thằng ngu ạ. Vợ em có thai với em,
chứ có thai với thằng khác đâu mà chị nói thế. Mày á, đúng là ngu như con bò ấy. Nói với mày phít cả lời ra. Vậy chị đừng nói nữa. Mà chị suốt ngày ở nhà, mấy cái việc dọn dẹp này chị không làm đi, suốt ngày đi chơi, có trách móc gì em? Cái thằng này, tao nuôi mày lớn bằng tuần này, để mày trách móc rồi mày cãi tao như thế đấy à? Hả? Hai chị em làm gì mà cãi nhau to thế? Còn không phải tại cái mặt mày à? Cái thứ con gái lằng nhằng. Chị im đi. Anh, bình tĩnh nào. Hàng xóm nghe thấy người ta lại cười cho bây giờ. Mày bớt cái giọng đạo đức giả đây đi. Nếu như mà mày biết suy nghĩ như thế thì mày đã không để cái bụng của mày phưỡn ra như thế kia rồi. Em không chịu nổi chị nữa rồi đấy. Ô cái thằng này, mày đi đâu? Mày đứng lại ngay cho tao. Mày có tin là tao đuổi thẳng mày ra khỏi nhà không hả? Chị bình tĩnh. Có gì thì từ từ nói. Để em dọn dẹp cho. Sớm mày làm đi thì có phải đỡ không? Đúng là cái loại trung tâm gây mất đoàn kết. Này, mày định ngủ đến mấy giờ đây? Em dậy lâu rồi, nhưng mà em đau bụng quá cho nên nằm một tí. Ai dè em ngủ quên mất. Mày chỉ toàn lý do vớ vẩn thôi. Có chửa tí thôi, mà động cái làm trò. Em có làm trò gì đâu mà chị nói thế. Thôi nhá. Mày đừng có nói nhảm nữa. Mau dậy đi chợ nấu cơm đi, trưa rồi đấy. Đừng có nói với tao. Mày ngủ cho đã mắt rồi. Sao bây giờ mày đau bụng nhá? Em đỡ rồi. Em đi làm luôn ạ. Đúng là đã không ra gì rồi lại còn thêm cái bệnh lười nhá. Bây giờ thì tao đã hiểu tại sao mày lại có chửa trước khi cưới rồi. Chẳng qua là mày muốn úp sọt thằng em trai tao mang bầu trước để nó nuôi mày chứ gì. Đúng là cái thứ đàn bà gian xảo. Trông cái bộ dạng kìa. Có mỗi cái việc lau nhà thôi. Lau từ sáng giờ chưa xong. Tao cũng chẳng hiểu sao em trai tao lại mù mắt đâm đầu vào yêu mày nữa cơ. Con kìa. Mày bị sao đấy? Mày định ăn vạ đấy à? Phương Anh, mày bị làm sao thế này? Chị làm gì bạn tôi mà để nó ngất như thế này? Tao có làm cái gì đâu. Vừa nãy tao thấy nó vẫn còn đau nhà cơ mà. Mà có khi là nó ngất đi để trốn việc ấy. Trốn việc á? Tôi không hiểu chị là loại người như thế nào nữa. Thế là nó ngất thật hay là giả vờ nhỉ? Này, cái Phương Anh nó sao rồi? Bao giờ thì nó được về đấy? Chị hại cô ấy như vậy, không quan tâm làm gì? Mày cứ nói thế, tao có làm cái gì nên tội đâu. Với lại cái thai nó cũng chẳng sao cả. Mày cứ quan trọng hóa vấn đề lên làm gì? Em thật hết thuốc chữa với chị rồi. Không hiểu sao chị có thể máu lạnh được như vậy. Này, mày vừa phải thôi nhá. Tao là chị mày đấy. Chị là chị của em. Vậy mà suýt chút nữa chị đã hại chết vợ con em rồi đấy. Ô, tao có hành hạ đánh đập gì nó đâu mà mày bảo tao thế. Chị không đánh đập, nhưng mà thái độ của chị còn độc ác hơn cả hành động ấy. Mày đừng có mất dạy nhá. Được, giờ chị muốn làm gì thì làm, em không quan tâm nữa. Mày nói như thế là ý gì? Em với Phương Anh sẽ chuyển ra ngoài ở. Em không muốn một ngày nào đó con của em sẽ chết bởi tay chị. Này, mày bị điên đấy à? Tao là...
làm tất cả mọi thứ là cũng chỉ vì nghĩ cho mày thôi. Bây giờ mày mà chuyển đi thì tao biết ăn nói như thế nào với Hương hồn bố mẹ hả? Chỉ làm vì em, có thật như vậy hay chỉ vì cái tính ích kỷ, cổ hủ, độc đoán của chị? Em sẽ chuyển ra ngoài, chị ở lại đây mà suy ngẫm về việc làm của chị, xem nó đúng hay là sai. Nhưng mà mày cũng không thể nào bỏ chị như thế được. Lẽ nào nó nói đúng, còn mình thì mình sai thật à?